cao hứng, căng thẳng, nỗ lực hết mình. 71 thí sinh đến từ 17 đơn vị truyền tải và phát điện trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã sôi nổi tranh tài tại Hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022 khối truyền tải và phát điện, diễn ra trong 2 ngày từ mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 10 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng kể cả về lý thuyết cũng như thực hành. Và tinh thần của chúng tôi là giờ đang rất cao, rất chờ đợi, rất hào hức. Chuẩn bị rất kỹ, ôn tập các quy trình, rồi thực tập xử lý các sự cố có liên quan. Và đến với một tinh thần học hỏi, thể hiện hết tất cả khả năng của mình. Ngay sau lễ khai mạc hội thi vào sáng ngày 6 tháng 10, 71 thí sinh khối truyền tải và phát điện đã bước vào phần thi lý thuyết với 100 câu hỏi trong thời gian làm bài thi là 60 phút. Quá trình làm bài thì mình cũng rất tự tin. Qua vòng thi lý thuyết xong rồi mình cảm thấy là rất hào hứng và rất vui. Tất cả anh em thí sinh là nhìn gương mặt bạn nào cũng rất phấn khởi. Vòng thi tất cả dành cho tất cả các thí sinh hôm nay là trong cái tầm là hiểu biết của thí sinh, và hy vọng là tất cả thí sinh đều đạt kết quả cao. Tại khu vực trạm biến áp 220 kV Vân Phong, nơi các đội thi khối truyền tải thực hiện phần thi thực hành, dù thời tiết nắng nóng, các thí sinh vẫn hoàn thành phần thi với tinh thần tập trung, chuyên nghiệp cao. Theo đề bài thì đây là cũng công việc hàng ngày của anh em truyền tải thực hiện. Tuy khó nhưng anh em cũng cố gắng hoàn thành bài thi. Dù kết quả thế nào thì anh em truyền tải điện 2 phải quyết tâm. Năm nay cũng là lần đầu tiên hội thi thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam bổ sung môn thi đối với nghề điều khiển UAV, một trong những ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải ở Việt Nam hiện nay. Nghề thi lái UAV trong quản lý vận hành cũng là một nghề thi mới trong hội thi thợ giỏi EVN năm nay. Nhưng thực ra nó cũng là một cái công việc rất gần gũi với chúng tôi hàng ngày. Nên đến với cuộc thi này, chúng tôi không có áp lực gì nhiều, chỉ có quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình có thể nhất trong bài thi. Còn đối với các thí sinh thuộc khối thi thủy điện và nhiệt điện, dù thời gian thi dài, bài thi kết thúc muộn, cảm xúc của họ ra sao? Tôi cũng là người ra cuối cùng của cái phòng thi số 4. Tôi ngồi ngoài đợi chờ phòng thi thì là sau mỗi một lượt là cánh cửa phòng thi mở ra và một cái khuôn mặt gần như là thí sinh nào cũng tỏ vẻ căng thẳng nhưng mà cũng nở một nụ cười rất là tươi. Mình thì là vẫn chưa đến lân, chưa đến lượt thì là tôi cảm giác là thấy hồi hộp xúc động hơn là đi thi đại học cái thời ngày xưa. Và niềm vui trọn vẹn, cảm xúc vỡ hòa khi những nỗ lực của các thí sinh, đội thi đã được đền đáp xứng đáng. Tổng kết hội thi, có 57 trên 71 thí sinh đã đạt được kết quả cao và được công nhận là thợ giỏi, trưởng ca giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022. Về thành tích tập thể, giải nhất toàn đoàn thuộc về công ty truyền tải điện 1, giải nhì toàn đoàn thuộc về công ty truyền tải điện 3 và giải ba toàn đoàn thuộc về công ty truyền tải điện 2. Năm nay thì với cái sự chuẩn bị rất là tốt của các đơn vị, cùng với cả cái sự thay đổi về cái cách thức tổ chức cuộc thi, có hai cái vòng thi là vòng thi sơ loại và vòng thi chung kết, cho nên là những cái thí sinh mà đã được vào vòng thi chung kết của tập đoàn là đã đạt được có cái chất lượng rất là tốt. Hiện tại thì cái cảm xúc của ba thành viên trong đội thì rất là vui và phấn khởi, rất là tuyệt vời, cảm giác là rất tuyệt vời. Trải qua hai ngày thi rất là căng thẳng thì hiện tại thì thành tích của đội thì cũng là được giải nhất cho cái khối trạm biến áp, thì chúng tôi rất là tự hào và vinh dự. Toàn đoàn của công ty truyền tải điện 1 hôm nay đã đạt được thành tích tốt nhất có thể. Thực sự là cũng cảm ơn tập đoàn đã tổ chức cuộc thi và các ban lãnh đạo của tập đoàn đã tạo được cơ hội điều kiện để cho tất cả những anh em công nhân trong ngành điện có cơ hội để phát huy và thể hiện cái thế mạnh của bản thân mình. Trong ngày 13 đến ngày 14 tháng 10 tới đây, các thí sinh thuộc khối phân phối điện và khối điều độ sẽ tiếp tục tranh tài tại tỉnh Quảng Ninh. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin, kết quả cập nhật trong những video clip tiếp theo trên các kênh truyền thông mạng xã hội của EVN nhé.